mở khóa. Mẹ không có khóa đâu, tại nó ngắn quá. Cái bánh nó nè, hơi con nhìn ngắn. cái cuốn cuốn bà cuốn với bà cuốn mẹ nè, để bà con nhìn cái nào đẹp hơn. Cái này để bán, còn này ở nhà ăn. cái Bán vậy tao này quýnh chết. cái này Ông nhôm nhách bán tao quýnh chết. cuốn ba màu luôn, dữ thiệt. Hay quá. Giống chè bán quán quá. Giờ muốn ăn thử không? Kìa có cái chén kìa. Ăn đổ tương ra đúng không? Đúng rồi. Tương mẹ nấu hơi bị ngon. Ba nghĩ tương mình sẽ nấu như thế nào? Để rồi bà lấy muỗng. Muỗng đũa. Đậu phộng luôn nè, dữ dằn không? Dạ, xong cái dịch này là không có sợ bị thất nghiệp nha quý bà con cô bác nha. Vân là ra là Vân mở quán, Vân cạnh tranh với Coleman Kitchen luôn. Ba ăn ớt sắt hay ăn ớt xay trong đây? Thôi Nguyên hũ ớt xay. làm lâu lắm Lâu gì, ớt xay có sẵn, lâu gì lấy ra múc vô thôi. rồi Ai ăn gỏi cuốn ăn ớt sắt bao giờ? lấy ớt sấy, ok, no problem. Tiếp tục. Ồ, ớt xay nằm đâu trời. Như ngoài tiệm. Không thấy luôn hả ba? Thấy không? Không bao giờ kiếm cái gì mà thấy luôn á, thiệt trên đời luôn. Ở trên cùng. Bơi bơi ra một chút. Thấy chưa cái hũ vuông á? Ờ, cứ ấy đi kiếm giờ. Đây có rồi. Thấy chưa? Lấy ra ăn luôn đi. Trời ơi, lấy để che bằng cái hũ trái cây ông Thì nội sao tôi mới sao lấy tiền. ra để nhìn? Trời ơi. Ta bơi bơi ra một chút. Đứng đó, ngày mai mới thấy. Khó tính quá. Lấy cho mẹ thêm cái chén chấm đi ba. Một cái à. Đó, ngon quá. Với cái muỗng cà phê nữa nha. Để cái này qua một bên. Này, nó che hết. Đó. Đó. Lấy hai cái muỗng cà phê để đi Rồi, ăn cơm lam men. ok. Đợi cũng lâu lắm, để dân cuốn tiếp cho rồi. Đây, bây giờ tiếp tục hành trình cuốn. Rồi cuốn. Vân cuốn vậy là chắc là ra bán được rồi đúng không? Ra mở tìm bánh gì? Gỏi cuốn bà Dân. Ổn ha. Nói chứ lâu quá mới ăn cái gỏi cuốn luôn á ha, hấp dẫn quá. Luôn. Không, cái gỏi cuốn này là cỡ nước ngoài thích lắm nha, người nữa. Đúng rồi, họ thích một hơn cái những chả cái giò món mình đó, mà họ thích ăn hơn. nhặt rất là hấp dẫn. Rồi ba tự làm nước chấm cho ba đi, mẹ tự làm. Trời ơi cái chén. Chén này chấm nhỏ sướng. Ok. Trời trời. Cái gì? Cái chén ra là hết bà nó kia. Cái tương của người ta luôn. Vậy mới sướng. Ok, ông ta. Vậy chứ lát hết cho coi. Hết cái gì? Hết cái tường của mẹ ba ăn mà còn thó. Mẹ không có lai, mẹ tự lấy, ba đừng có lấy cho mẹ nữa. Trời tôi ngon quá bậy. Mà ông lấy nguyên cái chén như chén cơm với ông nội vô thiệt luôn. Nhiều đâu, cái gì chút xíu hết giờ, trời Không, ơi. không làm gì làm rồi. Mới có 4 tháng ở nhà mà cãi lộn hoài mệt quá. Mẹ nó mới vui. Rồi. Vậy chứ hôm nay đi thả đi rồi là coi như đỡ đỡ đỡ, đỡ cái lộn hả bà con. Ừ, đúng rồi, hay lắm. Vậy về mới sướng nè. Thôi mình tự pha đi. Đó. Chén nó ăn hồi cuốn nha. Ăn nhiêu kệ người ta chứ mắc cười. Tiết kiệm chi? Tiết kiệm công sức nhỏ nấu. Nói tiết kiệm chi quýnh luôn. Trời, ăn đòn không? ăn đi chứ trời, đời, đời này làm đồ ăn là để ăn chứ làm đồ ăn là để Nhưng đi. mà gọi cuốn hết tương không còn. Thì làm tương lai. Không có rảnh. Ồ, cuốn đẹp quá rồi ơi. Hơi tép xuất sắc thiệt. Ăn cuốn nha cưng. Ồ, trời ơi, đâu ngu. Giờ ăn.
Rồi cái cuốn mình thấy cưng quá thiệt luôn á. Hạnh phúc với cây của tôi đi. Chỉ thích ăn như vậy thôi. Trộn trộn lên nha bí bà con cô bác. À, ba muốn ngon nữa không? Ba lấy hũ hành phi ba rắc vô ngon lắm á bà đi. Hành biến quá bây giờ. Kìa ngay đó kìa. Được cái vậy đó. Khổ đời tôi ghê. Thật ra là hành phi là để ăn bò bí ấy, nhưng mà ăn với bỏ cuốn cũng ngon chứ bà. Ít thôi. Rồi. Ôi, thơm quá. Luôn. Xỉu lên xỉu xuống. Xỉu up xỉu down. Ngon quá. Mình đang thèm á, cho nên nè. Mình ăn đúng cái món mình thèm là hạnh phúc lắm luôn á. Hay quá, xuất sắc. Ngâm tương ngon quá mẹ. Tương đen ngon quá. Chết nhỏ chứ kìa. Ngon quá mà. Không giữ lại. Ngon quá bà. Có bánh này dẻo quá. Bánh này rất ngon nha. Nên là ba lấy giờ bán được á. Nghĩ sẽ bán rất là được. Mekong River. Đẹp ha. Dẻo đẹp. Anh mới đầu nhìn cũng hơi ngớn cái màu, nhưng mà thật ra màu tự nhiên. Đúng rồi, màu nghệ. Màu bây nghệ giờ mà làm đẹp. Mà pha màu thì ai dám ăn. Không. Giờ không có quán nào người ta làm mà pha màu luôn. Bánh này rất dẻo. Nên pha nước. Ha, có bánh nước. Không có nước được. Giá nhiều không nhớ nữa. Bà con lên trang web colormanfood.com hoặc là gọi 18002345 39 hoặc lên cái trang web colormanfood.com www.colormanfood.com để đặt mua nha. Ôi, ngon quá. Thôi là mình ăn cái này mình đã ăn ngán. Đúng rồi. Mà mình lại ăn được nhiều rau nữa. Chính xác. Nhưng mà mọi người nhớ nha, mình phải luộc với nước dừa nó mới ngon. Thịt nó mới thơm chứ. Thịt luộc á. Mình cho một cái củ hành tím vô mình luộc. Thịt nó rất là thơm và rất là ngon. Ăn sao không có củ hành tím nữa hả? Lạ vậy. Củ hành tím để thử hôi thịt đó bà. Cho củ hành tím đập dập vô. Mình luộc lên thịt nó sẽ rất là tươi. Bữa nay chỉ bà làm cái tương đen thôi. Tương đen ngon quá vậy trời. Ok. Bà chỉ bà làm tương đen. Bữa nào? Bữa nào chỉ bà làm. Bà làm bà quay cái chơi. Ok. Bà ăn thử đi, ngon. Nhiều người ăn á bị thịt nó bị không ngon với nó không thơm á, là do mình luộc bằng nước lã. Không thích ăn với bún. Mình ăn về cho nó đã. Sorry. Thích rất thích ăn hẹ. Ủa chưa? Thấy sai sai mà thôi trời. Nhưng mà con xác nhận là ai cũng đẹp hơn nha. Cái này bà con làm là bà con đánh giá giùm chứ cái này mình cũng khó nói quá. Tính mình khiêm tốn á, ra là mình cũng hơi tính mình khiêm tốn, thành ra mình ít cũng không thích nói về cái kỹ thuật cuốn của mình xuất sắc như thế nào. Nên là cái gì bà con đánh giá giùm ha bà con ha. Đó, bà con nhìn thấy. Nói về cuốn. Lòng le, lòng lét luôn. Phải nói. Lòng le, lòng le. Đó. Này, đấy. Lên cỡ này nhìn mới đã. Quên nãy giờ chưa cuốn cho bà ngoại. Tự cuốn tự ăn. Ủa, ông bà ngoại giờ này chắc ăn cơm rồi chứ. Ăn rồi, nhưng mà ý là ăn cái này ăn chơi thôi nhỉ. Nay đi ngoài đường đông lắm. Ôi, có bị kẹt xe không ba? Có vài chỗ bị kẹt luôn mới ghê chứ. Ghê vậy? Ừ. Sợ. Anh tính ra làm món này cũng dễ hả? Không khó không? Nhanh lắm. Bữa nào mình sẽ tự làm một mình. Đó, nhớ nha.
Nó chỉ lủng củng mấy này thôi nè. Nói chứ mấy này mới khó nè. Đúng rồi. Còn này dễ đúng không? Luộc thịt chứ rửa rau có gì đâu. Làm tương mới ngon, làm tương mới khó chứ là cái làm cái đồ chua. Dạ. Không dễ gì ngon vậy đâu. Mở quán gỏi cuốn bà Dân. Mất hơi mất thời gian. Là mấy cái đó mất thời gian nhất. Ừ. Phải chứ ăn lẹ chứ bán lỏng. Đúng rồi. Này cuốn cái màu trắng như cho đẹp. Này thấy tô, thấy cái kia nó giống bánh canh cua vậy. No đơ. Ăn cơm. Làm tô bánh canh cua quốc không? Ừ. Ăn cuốn xong đi. Tạm biệt bà con rồi đi ăn bánh canh cua. Quay thêm clip nè. Bào quá bào. Là nhật ký thôi. Để tiếp tục vẫn là nhật ký, còn nhật ký mà con. Rồi sáng này đi một vòng, mỗi rồi sáng đi ba đi một vòng Sài Gòn. Không mỗi chỗ ba check in. Đi thì... không chở vợ đi. Vậy đâu, người ta đi sớm từ lúc 7 giờ ngủ. Đi là ai ngủ giùm. Nè, chào tạm biệt bà con, bác nha. Món này đơn giản mà làm nhà ngon, gỏi cuốn. Rồi, chắc mốt phải kêu Coleman Kitchen làm gỏi cuốn để phục vụ bà con quá. Cái này ăn không biết ngán luôn á. Bánh tráng ngon quá. Bánh tráng ngon thiệt. Bánh tráng này ngon. Thử mấy cái bún xào, thử cái bún tươi á. Rồi, xin chào tạm biệt bà con cô bác nha. Dạ, xin chào. Yeah. Chào tháng 10.